Mẹ, con nghĩ chắc Vượng Tài bị điếc rồi. Biết à, cô ấy lập tức lo lắng nhìn về phía Vượng Tài, thấy nó vẫn nằm dưới mái hiên, thậm chí không quay đầu nhìn về phía này. Hay là Vượng Tài bị bệnh thật rồi? Đúng vậy, hôm qua nó cũng thế này. Chiều qua, có ánh phơi khô ở phía sau, phải nhờ con và tiểu tứ trông chừng. Nó chỉ nằm đó lời biếng, chúng con gọi thế nào nó cũng không nghe. Lời biếng là từ học được từ Giao Giao. Chú Vượng Tài không phải đang giả vờ lời biếng sao? Vượng Tài, nếu con thấy không khỏe chỗ nào, nhất định phải nói cho mẹ biết đấy. Con có sao đâu ạ? Hay là mẹ lấy cho con 2 miếng bánh quy cho cháu làm thuốc đi. Vẫn còn biết nở bánh quy, xem ra chẳng có vấn đề gì. Gió chưa thổi nhẹ nhẹ, đột nhiên thân hình lười biếng của Vượng Tài. Con làm gì thế? Giao Giao nhìn theo hướng mắt Vượng Tài ra ngoài đường, thấy một cô bé tóc buộc chùm nhỏ, ôm một con chó châu châu trắng muốt, đang cố gắng không để con chó tụt xuống mà vẫn phải theo sát người lớn. Trông dễ thương ghê. Khi cô bé đi theo người lớn rồi, Vượng Tài lại nằm bẹp xuống lười biếng. Lúc này Giao Giao mới hiểu ra, Vượng Tài đương nhiên không như cô nhìn cô bé dễ thương kia. Có lẽ nó đã để ý đến con chó trắng nhỏ trong lòng người ta rồi. Vượng Tài, vừa rồi con nhìn gì thế? Con có nhìn gì đâu ạ? Đồ danh con, còn giả vờ với ta. Vào buổi chiều, Giao Giao đoán chừng thời gian vẫn không có bệnh nhân đến, nên đã dẫn Vượng Tài và mọi người về nhà sớm. Vượng Tài đã trưởng thành rồi, em sợ nó chạy theo mấy con chó khác ngoài đường, thế thì uổng công nuôi nó bấy lâu nay. Vượng Tài vừa lừa được một bát đồ ăn từ nhà bếp, đột nhiên nghe thấy câu này, lập tức dựng cả tai lên. Mẹ biết hết rồi à? Xấu hổ quá, chạy theo chó khác chẳng phải chuyện tốt sao? Vậy em định làm sao? Em phải suy nghĩ. Thật ra hiện tượng này rất bình thường. Nói cho cùng, Vượng Tài bây giờ cũng được coi là một con chó trưởng thành rồi, nên chuyện động dục cũng bình thường thôi. Sớm thế đã có ý với mấy con chó khác, quả nhiên không phải là con chó đứng đắn. Vượng Tài mới trưởng thành được một thời gian ngắn, không ngờ đã muốn cưới vợ nhanh thế. Đâu có, Vượng Tài dù sao cũng đã trưởng thành rồi. Chúng nó khác với con người chúng ta, chúng có chu kỳ động dục, cũng không thể trách nó được. Vậy cũng không thể khiến nó đi được. Dù việc đó cũng có lợi cho thú cưng, nhưng nó đã hiểu được tiếng người rồi, tất nhiên vẫn phải tôn trọng ý kiến của con trai chứ. Khiến nó đi ư? Vượng Tài lập tức cảm thấy lông tóc dựng đứng, sợ hãi kẹt đuôi chạy về phía thái cách. Chuyện này để em nghĩ cách sau vậy. Yên tâm, sẽ không để Vượng Tài chạy theo chó khác đâu. Nghĩ đến việc Vượng Tài bây giờ ngoan ngoãn thế, vừa biết săn mồi vừa biết làm nũng. Tối đó, Giao Giao hơi do dự nói với Vượng Tài. Vượng Tài, mẹ bàn với con chuyện này nhé. Mẹ, mẹ nói đi. Vượng Tài ngồi thẳng người, nhưng trong lòng lại rất sợ hãi. Liệu mẹ có đuổi nó đi vì nó thích những con chó khác không? Thế này nhé, mẹ thấy gần đây con cũng đến cái tuổi đó rồi, không giải quyết chuyện này cũng không tốt. Thế này nhé, mẹ có hai cách để con chọn được không? Mẹ ơi, con không muốn rời xa mẹ. Vượng Tài ngoan, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi con đâu. Thật ạ? Đương nhiên là thật rồi. Vượng Tài tin lời Giao Giao, rồi nó an tâm. Hóa ra mẹ vẫn cần nó. Mẹ đang nghĩ xem con có muốn làm phẫu thuật triệt sản không? Từ nay trở thành hoạn quan nhỏ. Mẹ ơi, con không, không muốn thành. Con sẽ luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ. Mẹ đừng cho con phẫu thuật được không? Mẹ con chưa nói hết mà, sao con vội thế? Được rồi, vậy mẹ sẽ tìm cho con một bạn đời. Con thấy thế nào? Sau khi trải qua nỗi sợ có thể trở thành hoạn quan, Vượng Tài đã hoàn toàn hết ý nghĩ về bạn đời, chẳng dám nghĩ đến chuyện vợ con nữa, nên gật đầu, sợ sẽ nhìn cô ấy. Mẹ, mẹ nói gì cũng được ạ, miễn là mẹ đừng biến con thành hoạn quan là được. Vậy con thích con chó trắng nhỏ ban ngày đó, hay để mẹ lên núi tìm cho con một con sói cái cùng loài? Giao Giao nghĩ một lúc, ban ngày thấy Vượng Tài chăm chú nhìn con chó trắng xinh đẹp của người ta, nên một lúc không đoán được thẩm mỹ của nó. Sói và chó là một họ, dù về ngoại hình đã có sự khác biệt rất lớn, nhưng con thấy con chó trắng nhỏ đó khá đẹp. Vậy ngày mai mẹ sẽ giúp con hỏi thăm. Tuy nhiên, con vẫn muốn xem có con sói cái nào đẹp hơn không. Vượng Tài nói xong liền ngượng ngùng cúi đầu. Được rồi, Vượng Tài quả là con sói hơi trăng hoa đấy. Tốt nhất là con chỉ nên cưới một vợ thôi. Vâng, thưa mẹ. Thế mới phải chứ. Vậy ngày mai mẹ sẽ dẫn con lên núi, xem có con sói cái nào đẹp không. Mẹ à, ngày mai mẹ có thể cho con hai cái bánh quy ngon đó không? Sao lại phải đợi ngày mai mới cho con? Con sợ nếu con sói cái không chịu về nhà với con sẽ cho nó ăn bánh quy. Chắc chắn nó sẽ đi theo con. Bánh quy ngon như vậy, chắc chắn không con sói cái nào từ chối được đâu. Đây sẽ là sính lễ của con. Được, dù sao cũng là con trai mình, làm mẹ như cô ấy giúp chuẩn bị sính lễ cũng là đúng. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.